chia sẻ thật nhiều. Sau vài tháng ta sẽ cắt nhau rồi đúng không ạ? Một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, thoải mái và thư thái. Tuyệt vời. Có thể nói là Người Cầu Vồng phải nhớ là một bộ phim nói về tình yêu, nhìn bề ngoài của nó giống như là một cái bộ phim hài, nó có một chút xíu yếu tố hành động ở trong đó, nó có một chút xíu yếu tố hình sự trinh thám ở trong đó. Một cái bộ phim hóm hỉnh, ngộ nghĩnh, lãng mạn, rất đẹp, rất nhiều cảm xúc, những khoảnh khắc xao xuyến, những khoảnh khắc mà nó làm cho cái đôi mắt mình nó cũng ướt ướt. Các bạn vào xem phim sẽ được trải nghiệm là cái cảm xúc của tình yêu say đắm, được cười, được thư giãn và được sâu lắng. Mình tin rằng bộ phim sẽ không làm các bạn thất vọng.